Dạ em xin kính chào chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị một cái lô nguyệt quế lá nhỏ nha anh chị. Đó, lâu lâu mới có lô nguyệt quế lá nhỏ ha. Đó, khá là đẹp nha anh chị. Cây này cơ bản hết rồi. Nào nụ bông quá trời nụ bông luôn ha. Quế bông chùm nha anh chị. Nè, lá nhỏ ha. Mà bông rất là dữ nha anh chị. Mã số 80. Mã số 80. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 34. Chiều cao 34. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. À, cái này không ship chậu nha anh chị. À, toàn rất là mịn luôn ha. Mã số là 80 nha anh chị. Rồi cái này giao luôn chị 800 ngàn. Em bao ship cho mình luôn ha. Không bao chậu nha. Rồi tiếp theo. Mã số 8. Mã số 81 nha anh chị. Đó, cây cực kỳ quái nha. Nè, già dữ lắm, già luôn chị ơi. Nhỏ mà nó già cây dữ lắm luôn. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Đường kính bầu 35. Đó, tàn rất là mịn nha anh chị. Đó. Rồi, mã số là 81. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 800 ngàn luôn anh chị. Em bao ship luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số 82. Mã số 82. Phụ đế cũng đẹp lắm nha anh chị. À, bông chùm chùm luôn nha anh chị. Quanh cũ 25. Quanh cũ 25. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Ồ, cây khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số là 82. Rồi cây này 850 ngàn. Bao ship. Nguyệt quế lá nhỏ nha anh chị. Lâu lâu mới dẹn luôn nha. Rồi tiếp theo. Mã số 83. 83. Nguyệt quế lá nhỏ này lâu lâu mới có lô nha anh chị. Rất là ướt luôn ha. Cái nhỏ này chơi cũng khá là đẹp nha anh chị. Hoành 20. Hoành 20 nha anh chị. Chiều cao 55. Chiều cao 55. Cây rất là đẹp luôn. Rồi cây này 1 triệu nha anh chị. Mã số là 83. Cây sống khỏe thường chậu anh chị yên tâm ha. 83. Rồi tiếp theo. Mã số 84. Mã số 84. Đó, anh chị nhìn cây khá là đẹp nha anh chị. Rất là quái cây á. Nguyệt quế lá nhỏ nha anh chị. Nó khác nguyệt quế lá xoắn nha. Lá xoắn là lá chung. Còn này là loại này lá nhỏ nha. Đó nè anh chị coi nè ha. Quanh 10. Quanh 10. Chiều cao 52. Chiều cao 52. Nhỏ nhưng cây khá là đẹp nha. Già dữ lắm, già luôn nha anh chị. Bông chùm chùm luôn. Rồi cây này cũng 800 ngàn thôi anh chị ơi. Bao ship luôn ha. Không bao chậu nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 85. Ồ, quá khứ cái cây luôn chị ơi. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 46. Chiều cao 46. Ồ, cây khá là đẹp nha anh chị. Nè, củ đế nè, chà bá luôn. Nguyệt quế lá nhỏ cây lớn lâu năm lắm rồi. Nó già dữ lắm, nó già nha anh chị. Nhìn coi cái cây nè. Già kinh khủng luôn. Mã số là 85. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850 thôi. Rẻ luôn, bao ship luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 86. Mã số 86. Ồ, ồ, khá là đẹp cây này nha anh chị. Tàn cắt là mướt luôn á. Quanh 20. Đế đẹp luôn nè anh chị. Chiều cao 46. Cái này mấy mắt cũ thôi nha, không có gì nha anh chị. Nó già cây thôi. Rồi mã số là 86. Nguyệt quế lá nhỏ nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 950 nha. Bao ship cho mình luôn. Cây sống khỏe thường chậu, cô chú anh chị mình yên tâm nha. Rồi tiếp theo. Mã số 87. Mã số 87. Nguyệt quế lá nhỏ kiếm cây nè. Đó, nó lá nhỏ nha. Bông nụ bông chùm chùm luôn nè anh chị coi nè. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 54. Cái này là cái sẹo cũ thôi ha, mà nó kéo sành hết trơn anh chị yên tâm nha. Già cây dữ lắm luôn. Đó. Rồi cái này 900 ngàn nha anh chị. Bao ship tặng nhà cho mình. Rồi tiếp theo. Mã số 88. Mã số 88. Ồ, cây này cũng tuyệt vời lắm nha anh chị. Già cây nè. Hết biết nó già luôn ha. Tàn cho ngủ luôn. Quanh 14. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Nguyệt quế lá nhỏ nha anh chị. Lá nhỏ bông chùm nha.
mã số là 88. Cái này giao luôn chị 900.000 nha, em bao ship tặng nhà cho mình. Dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Hoa quá trời hoa nè, quá trời chùm chùm luôn, nó mới tàn được miếng đó, giữ gần ha. Này lô nguyệt quế lá xoắn nha anh chị, lá xoắn bông chùm quá trời bông luôn ha. Cây nè, cốt cành rất là to luôn ha chị. Rồi em đo hoành đi, đo hoành này rất là khủng luôn nha anh chị. Hoành 32, hoành là 32 nha cô chú anh chị. Cây thành phẩm rồi, này không ship chậu nha anh chị. Chiều cao 75, chiều cao 75, đường kính bầu 41. Cây rất là khủng nha. Mã số 410. 410. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.6 triệu ha, bao ship luôn nha anh chị, 1.600.000. Rồi tiếp theo 411. Quá khủng nè chị, nè đế nè, chị có đế nè, quá trời đế luôn ha. Cái này là mới tàn bông thôi đó nè, quá trời bông luôn, sáng là thơm, rất là thơm luôn nha chị. Củ đế nè, hoành 26, hoành đôi chỗ này là 26 nè, dưới này còn bự dữ nữa nha chị. Chiều cao 68, mã số là 411 nha chị. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình 1.3 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn, 1.300.000 nha chú anh chị. Rồi tiếp theo 412. Cây này cũng khá là đẹp nha anh chị. Đó, để quá trời để luôn. Hoành 23, hoành 23 nè, đang đậu trái đây luôn nè. Chiều cao 74, vừa cho bông vừa cho trái luôn. Mã số là 412. Rồi cái này 1.4 triệu nha anh chị, bao ship tặng nhà 1.4 triệu. Rồi tiếp theo 413. Cây này cũng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Tàn mứt gượt hết trơn ha, củ đế nè. Rồi đâu hoành đi em, hoành 23, hoành 23, chiều cao 55, chiều cao 55. Quá trời luôn nha anh chị. Tàn rất là mướt luôn. Mã số là 413. Rồi cái này giao luôn chị 1.5 triệu thôi, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo 415. Quá trời hoa luôn nha anh chị. Hoa thì bao hàng với anh chị luôn. Đó, quá trời hoa luôn. Cây này cốt cạnh hoa đẹp ha, thoát thân từ dưới lên trên luôn chị ơi. Nè đế nè, quá trời bệ đế luôn ha. Nè mặt lũa ngày xưa rồi ha, sạch rất là đẹp luôn. Hoành 27, hoành 27, chiều cao 70, chiều cao 70. Nè ông quay cốt cạnh chị coi ha. Đế nè, đế thì thôi thôi luôn. Hoa quá trời hoa luôn. Mã số là 415. Rồi cái này giao luôn chị 1.6 triệu rồi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 417. Hoa quá trời hoa luôn của chú anh chị ơi. Quê nó sẵn bùm chùm nè, quá trời hoa luôn ha. Bảy đế nè, hoành 27, hoành này là 27 nè, chiều cao 70, chiều cao 70. Quay sờ sờ này, quay đế cho chị coi trước ha. Cốt cạnh trên nè. Hoa thì mịt mù luôn ha. Mã số là 417. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.6 triệu nha, em bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 418. Cây này củ đế đẹp nè anh chị, 418 ha, củ đế cực kỳ quái luôn nè. Hoành 26, hoành 26, chiều cao 70, chiều cao 70. Mã số là 418. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình là 1.2 triệu ha, bao ship tặng nhà cho mình luôn, 1.200.000. Dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha anh chị. Đây lá xoắn bông chùm, lá hồi xoắn xoắn ha. Rồi lá xoắn bông chùm này loại lá chung nha anh chị.
bệ đế thì bao hàng luôn, hàng mới về nha anh chị. Đó, hàng mới về luôn, anh chị không thích thì chắc cắt lùng lực chơi ha. Cái này mấy nhánh cũ thôi nha anh chị nè. Đó, chị về tỉa lại ha. Đó, cây thăng trên này lắc lượng hết biết cái bộ nó bự nha anh chị. Đó, bế đều gan bên ngoài luôn. Hoành 60. Đó. Làm đâu cái eo đó nha anh chị. Chiều cao 1,5 m anh chị ơi. 1,5 m đi. Đường kính bầu 69. Bệ đế là em bao hàng hết chị nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Thăng trên thì nó lắc lượng, em quay xa lại anh chị coi cái nữa ha. Đó, cây đẹp nha anh chị. Rồi cây này em để ghẻ của chú anh chị là 3,9 triệu nha. Bao ship luôn anh chị ơi. Ngủ nghỉ 3,9 triệu nha. Cây to bệ đế đẹp lắm nha anh chị. Đó, 60 hoành lận ha. Rồi tiếp theo. Mã số 51. Này cây phôi nha anh chị. Đó, này cũng mới bứng ha. Đế cũng đều gan hết trơn. Để giá ngủ nghỉ anh chị chơi ha. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao 59. Chiều cao 59. Đường kính bầu 32. Đường kính bầu 32. Cái này em bao ship luôn nha anh chị. Nên để giá mềm chị chơi nha. Mã số là 51. Rồi 450.000 thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 52. 52. Cây này dáng bay nha anh chị. Nè. Đó. Bay rất là đẹp luôn. Hoành 14. Hoành 14. Cành bay 70. Cành bay 70. Đường kính bầu 26. Đó, anh chị thấy cây này đẹp lắm ha. Đó, dáng bay đó. Rồi cũng 450 đó anh chị ơi, bao ship tặng nhà. Mã số 52. Rồi tiếp theo mã số 53. Đó, cây này hình thú ha. Lắc lượng luôn. Để giá cực kỳ hữu nghị chị chơi luôn ha, từ cốt trên tới dưới nha. Hoành 18. Hoành 18. Chiều cao 97. Chiều cao 97. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. Rồi cái này em để anh chị 500.000 nha. Mã số 53. Rồi tiếp theo. Mã số 54. Mã số 54. Ồ, thằng lắc trên ha. Này cũng thắt ha. Củ đế nè. Cây này củ đế quá trời luôn nè. Mã số 54. Hoành 17. Hoành 17. Chiều cao 1m18. Chiều cao 1m18. Đường kính bầu 32. Đường kính bầu 32. Rồi cây này giao luôn chị 600.000 nha. Bao ship tặng nhà luôn. Củ đế đẹp thăng lắc luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 55. Mã số 55. Hoành 18. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. Mã số là 55. Rồi cây này 450 thôi anh chị ơi. Bao ship luôn cho mình. Mã số 55. Rồi tiếp theo mã số 56. Cây này đế đẹp nè anh chị ơi. Đó. Hoành 25. Chiều cao 88. Chiều cao 88. Đường rồi mã số 56. Cây này cho luôn chị 600.000 nha. Để đẹp thăng lắc luôn anh chị ơi. Mã số 57. Hoành 15. Chiều cao 82. Chiều cao 82. Đường kính bầu 30. Cái này về chị cắt quanh size cũng đẹp nữa. Rồi cái này 450 thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 58. Mã số 58. Cây này nhỏ nhưng mà đẹp nha anh chị. Đẹp cây lắm ha. Đó, đế nở này. Chị thấy cục đế không? Hết biết cục đế luôn. Hoành 16. Hoành 16. Chiều cao 54. Chiều cao 54. Đường kính bầu 28. Đường kính bầu 28, mã số 58. Rồi cây này 500.000 anh chị, bao ship tặng nhà cho mình. Mã số 58. Tiếp theo mã số 59. Mấy cây này nhỏ nhưng mà già cây hết trơn anh chị. Rất là già luôn. Củ đế hết biết cái củ đế nè. Hoành 14. Hoành 14. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu 26. Đường kính bầu 26, mã số là 59. Rồi 450.000 em bao ship.
Rồi tiếp theo. Mã số 60. Mã số 60. Rất là đẹp nha anh chị. Quanh 14,5. Quanh 14,5. Chiều cao 55. Đường kính bầu 25, mã số 60. Rồi cái này cũng 450.000, em bao ship. Rồi tiếp theo. Mã số 61. Ồ, cây này đẹp nha chị, thằng lắc lượng nha. Đó. Quái cây lắm ha. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 1m06. Chiều cao 1m06. Đường kính bầu 32. Đường kính bầu 32. Đó. Rồi cây mã số là 61. Rồi cây này 500.000 nha anh chị, bao ship tặng nhà cho mình. Rồi tiếp theo mã số 62. Đó, cây này cũng đẹp nha anh chị. Dáng bay nè. Đó. Quanh 13. Quanh 13. Cành bay 1m18. Cành bay 1m18. Đường kính bầu 24. Đường kính bầu 24, mã số là 62 nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì em để cho cô chú anh chị mình 450 luôn, chẳng bay luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 63. Mã số 63. Quanh 16. Chiều cao 92. Đường kính bầu 30, mã số 63 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị 450 luôn, bao ship tặng nhà. Cây này bề đẹp hết biết đẹp nha chị. Mã số 64. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 77. Chiều cao 77. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30, mã số là mã số 64. Mã số 64 nha chị. Rồi cây này 450 luôn, bao ship tặng nhà. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị. Hoa quá trời hoa nè. Quá trời chùm chùm luôn, nó mới tàn được miếng đó. Giữ gần ha. Này lô nguyệt quế lá sắn nha anh chị. Lá sắn bông chùm. Quá trời bông luôn ha. Cây okay, nè, cốt cành rất là to luôn ha chị. Rồi, em đo hoành đi. Đo hoành này. Rất là khủng luôn nha anh chị. Hoành 32. Hoành là 32 nha cô chú anh chị. Cây thành phẩm rồi, này không ship chậu nha anh chị. Chiều cao 75. Chiều cao 75. Đường kính bầu 41. Cây rất là khủng nha. Mã số 410. 410. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.6 triệu ha, bao ship luôn nha anh chị, 1.600.000. Rồi tiếp theo. 411. Quá khủng nè anh chị. Nè, đế nè, chị cô đế nè. Quá trời đế luôn ha. Đó. Cái này nó mới tàn bông thôi đó nè. Quá trời bông luôn. Sáng là thơm, rất là thơm luôn nha chị. Củ đế nè. Quanh 26. Quanh đo chỗ này là 26 nè. Dưới này còn bự dữ nữa nha chị. Chiều cao 68. Chiều cao 68. Mã số là 411 nha chị. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình 1.3 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn, 1.300.000 nha chú anh chị. Rồi tiếp theo. 412. Cây này cũng khá là đẹp nha anh chị. Đó. Để quá trời để luôn. Hoành 23. Hoành 23. Nè, đang đậu trái đây luôn. Chiều cao 74. Vừa cho bông vừa cho trái luôn. Mã số là 412. Rồi cái này 1.4 triệu nha anh chị, bao ship tặng nhà 1.4 triệu. Rồi tiếp theo. 413. Cây này cũng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Tàn mứt gượt hết trơn ha. Củ đế nè. Rồi đâu hoành đi em. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 55. Chiều cao 55. Quá trời luôn nha anh chị. Đó. Tàn rất là mướt luôn. Mã số là 413. Rồi cái này giao luôn chị 1.5 triệu thôi, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo. Xe là chạy
415. Quá trời hoa luôn anh chị. Hoa thì bao hàng với anh chị luôn. Đó. Quá trời hoa luôn. Cây này cốt cạnh hoa đẹp ha. Thoát thân từ dưới lên trên luôn chị ơi. Nè, đế nè. Quá trời bệ đế luôn ha. Này mạch lũa ngày xưa rồi ha. Sạch rất là đẹp luôn. Hoành 27. Hoành 27. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Nè, em quay cốt cạnh chị coi ha. Đế nè. Đế thì thôi thôi luôn. Hoa. Quá trời hoa luôn. Mã số là 415. Rồi cái này giao luôn chị 1.600.000 thôi. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 416. Rồi cái tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nè. Cái này dở cái có một lũa miếng chỗ này nè ha. Mà nó kéo xẹo hết này. Để thú đẹp. Hoành 31. Hoành 31. Chiều cao 65. Chiều cao 65. Bệ đế nè. Quá khứ bệ đế nha anh chị. Tàn. Wow, quá hoa luôn. Mã số là 416. Rồi cái này để rẻ anh chị 1.300.000 thôi ha. Nó có xèo cho đây để chị 1.300.000 rồi. Bao ship luôn. Ngày sống khỏe thường chậu chị yên tâm ha. Rồi tiếp theo 417. Hoa quá trời hoa luôn của chú anh chị ơi. Nó quê nó sắn bùng chùm nè. Quá trời hoa luôn ha. Bệ đế nè. Quành 27. Quành này là 27 nè. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đó, quay sờ sờ. Đó, này em quay đế cho chị coi trước ha. Đó, cốt cạnh trên nè. Đó. Hoa thì mịt mù luôn ha. Mã số là 417. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 nha. Em bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 418. Cây này củ đế đẹp nè anh chị. 418 ha. Củ đế cực kỳ quái luôn nè. Nè. Hoành 26. Hoành 26. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Mã số là 418. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình là 1.200.000 ha. Bao ship tặng nhà cho mình luôn 1.200.000. Em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô linh sam siêu hoa nghe cô chú anh chị. Đó, linh sam siêu hoa rồi sam siêu bông đó. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi tại em mới xịt rửa lại cho sạch sẽ đó ha anh chị. Em bán một cặp ha, một cặp đồng giá là 250.000 em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Cây cực kỳ quái nha. Rồi mã số đầu tiên là C15 nha anh chị. Hoành 13. Chiều cao 26. Chiều cao 26 C15. Rồi cặp này thì giao lưu anh chị 250.000 đồng giá nha chị, C15. Rồi tiếp theo. C16. Ồ, cây co quái không nha chị. Hoành 11.5. Chiều cao 27. Nè, bệ đế dữ lắm nha. Cây nào cũng bệ đế chứ. C16. Rồi cũng 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo C17. Đó, anh chị coi lộ co ha. Cực kỳ quái luôn. Hoành 13. Hoành 13. Chiều cao 25. Chiều cao 25. C17. Rồi cũng 250.000. Rồi tiếp theo C18. Hoành 14. Hoành 14. Chiều cao 34. Chiều cao 34. C18 rồi đồng giá luôn nha anh chị, 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo C19. Đó, cò quái lắm nha anh chị. Linh sam siêu hoa ha, mặt hoa có đại góc phải màn hình. Hoành 12.5. Hoành 12.5. Chiều cao 30. Chiều cao 30 C19. Rồi cũng đồng giá 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo C20. Hoành 12. Chiều cao 27. Chiều cao 27. C20. Rồi cũng 250.000. Rồi tiếp theo C21. Cây cò quái ha. Hoành 12. Hoành 12. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Rồi mã số là C21. Linh sam siêu hoa nghe anh chị. Mặt hoa có góc phải màn hình đó. Em đồng giá một cặp là 250.000 bao ship luôn.
C21. Rồi tiếp tục theo C22. Đó. Rất là quái luôn nha anh chị. Vành 12. Vành 12. Chiều cao 24. Chiều cao 24. Rồi C22. Rồi cũng 250.000. Rồi tiếp theo C23. Đó. Rồi quái dữ lắm nha anh chị. Cây sống khỏe hết rồi. Ủ sẵn xe vừa, đế củ nào nói cành cành không? Vành 12. Vành 12. Chiều cao 24. Chiều cao 24, C23. Rồi cũng 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo. C24. Vành 12. Vành 12. Chiều cao 21. Rồi C24. Rồi cũng 250.000 bao ship luôn. Rồi tiếp theo. C25 nha cô chú anh chị. C25 cây rất là đẹp luôn ha anh chị. Quanh 11. Chiều cao 30. Rồi C25 cũng 250.000 bao ship. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô sâm trái nha cô chú anh chị. Đó, cây rất là đẹp luôn ha. Cái này cây tâm trời sống khỏe rồi. Em bán một cặp nha cô chú anh chị. 286. Nè cô chú anh chị so sánh với cây dứt lông giúp em ha. Đó, cây cỡ cây dứt lông ha. Chiều cao 10. Mã số 286. 286. Rồi, cây cặp này giao luôn chị 300.000 thôi, 286. 287. Đó. Nè. 287. Chiều cao 12. Cây này cũng đẹp lắm nè nghe anh chị. Thân sắn tại chưa cắt tỉa sát cái chân không thấy rõ ha. Mã số là rồi, cặp này cũng 300.000 thôi, bao ship tận nhà. 288. Cây sống khỏe hết, chị yên tâm nha. Chiều cao 16. Mã số 288. Rồi, cặp này 300.000 thôi, bao ship luôn. 290. Cặp này nó có chạy đen miếng nha. Chiều cao 14. Mã số là 290. Rồi cặp này giao lưu anh chị 300.000 bao ship luôn. 291. Giá cực kỳ hữu nghị cho anh chị mình chơi luôn. Chiều cao 15. 291. Rồi cặp này thì giao lưu với cô chú anh chị mình 300.000 bao ship. 292. Đó. Chiều cao 13. Mã số 293. 292 hả? Mã số là 292 nha anh chị. Rồi cặp này cũng 300.000 hữu nghị bao ship tặng nhà cho mình luôn nha anh chị. Này có mấy cặp thôi. 293. Chiều cao 12. 293. Rồi cặp này cũng 300.000 bao ship tặng nhà. Ồ cây này bên đây đẹp lắm, đẹp luôn. 294. Chiều cao 17. 294. Rồi cặp này 350 nha anh chị, bao ship luôn ha. Sam trái bảo hành 100% nha anh chị. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán,
lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha cô chú chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Như vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú. Tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bán thì trả lại cho em ha. Hay cắt dây nhôm thì tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú chị. Này rất là dày nha anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về, hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cái cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. Đó, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha,
té tiểu dài và té tiểu bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn vào bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại. Cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nè nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000 em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha.